Xin chào bà con và các bạn trở lại với Biorava Farm cùng Mr. Chuối. Và hôm nay mình sẽ giới thiệu các bạn cách làm món gỏi thân chuối. Thì mọi người biết rằng cái thân cái chuối thì có rất nhiều tác dụng. Một trong những cái tác dụng của nó thì rất được nhiều người là sử dụng, đó là thực phẩm làm gỏi đấy ha. Thì những cái chuối non sau khi mà mình sắn bỏ á, mình có thể tận dụng để mình thì cắt cái ngoài lấy cái lõi phía trong ha. Thì cái chuối là một trong những cái loại cây mà có thể tận dụng được tối đa từ cái thân, lá, quả như hoa. Thì một trong những cái phần thân thì được sử dụng làm cái phần rau thực phẩm rất là tốt. Thì thân cái chuối là một trong những cái rất là tốt, tại vì nó không có thuốc, rất là sạch sẽ và rất an toàn. Mình có thể tận dụng để mình làm cái thực phẩm rất là tốt. Và tiếp theo đó mình sẽ cắt bào vỏng thật là sạch và ngâm trong cái dung dịch nước chanh pha loãng để làm cho cái chuối nó trắng và nó đẹp. Và tiếp theo sau đó thì mình sẽ chuẩn bị một cái nước chấm ha. Thì cái nước chấm này bạn có thể sử dụng nước mắm, thêm một hai cái muỗng đường và bột ngọt. Thì đây là cái dung dịch nước chấm thì rất là quan trọng trong cái món salad này. Và sau đó khi mình tiếp tục mình cho một ít chanh để cho cái vị chanh nó chua chua, nó có cái giống như món gỏi ha. Và sau đó mình đảo đều, mình quấy đều đường, chanh và bột ngọt nó hòa quyện với nhau. Tiếp theo sau đó mình sẽ bỏ cái chuối mình bào vừa rồi vào cái một cái xô và mình sẽ tưới đều cái nước mắm lên cái thân chuối này và sau đó mình sẽ trộn lại với nhau. Và tiếp theo đó mình sẽ để một ít cái rau mùi ha, rau thơm và cái vào cái món này và tiếp tục mình đảo thật đều. Thì rau thơm làm cho cái gỏi ngày càng nó có vị hấp dẫn hơn, có mùi thơm quyến rũ hơn. Và sau khi hoàn thành thì mình sẽ chuẩn bị một cái tấm lá chuối thật là sạch, thật là non. Và mình sẽ bỏ toàn bộ cái gỏi lên phía trên. Sau đó mình rắc một ít đậu phộng. Sau đó mình có thể có tóp mỡ thì mình sẽ để lên một ít tóp mỡ cho nhân thật là ngon, hoặc là có cái chả rang mình cũng để lên hai bên. Thì món ăn này rất là hấp dẫn, nhìn thấy ngon phải không mọi người? Thì món ăn này thì rất là khá là dễ để làm, nguyên liệu thì cũng có sẵn và rất là sạch, cho nên món này cũng là rất là có thể là sử dụng trong gia đình rất tốt. Đặc biệt có nhiều người ăn chay cũng có thể sử dụng được cái món này. Thì cảm ơn các bạn rất nhiều đã chú ý theo dõi và hãy like và ủng hộ và đăng ký kênh của Mr. Chuối nhé. Xin cảm ơn mọi người rất nhiều.